nhà hàng Liberty Palace với phong cảnh sang trọng, hiện đại và ấm cúng, cùng dàn đầu bếp chuyên nghiệp, nơi lý tưởng để tổ chức các bữa tiệc cưới hỏi, sinh nhật cũng như họp mặt bạn bè. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiêu đãi, chắc chắn nhà hàng Liberty sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của quý khách để tất cả các bữa tiệc lớn nhỏ đều được hoàn hảo, bảo đảm là quý khách sẽ hài lòng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Peter Hồng qua số 0408 066 966 hoặc đến thẳng địa chỉ 2/256 Chapel Bankstown, New South Wales 2200. Australia Vitamin Wholesale là nơi chuyên cung cấp sỉ lẻ tất cả các loại thực phẩm chức năng được sản xuất tại Úc, cũng như tất cả các loại sữa bột dành cho cả người lớn và trẻ em với mức giá phải chăng. Tất cả những mặt hàng của Australia Vitamin đều có trên website của công ty. Đặc biệt, Australia Vitamin cũng là nơi mà khách hàng có thể tin tưởng để gửi quà về cho thân nhân và gia đình của mình tại Việt Nam. Phương châm của Australia Vitamins là nhận gửi quà với giá cả phải chăng và giao hàng tận nhà cho tất cả khách hàng từ Nam ra Bắc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc số điện thoại 02-8764-3564 hoặc đến thẳng cửa hàng tại số 4/68 John Street, Cabramatta. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, công luận truyền thông vẫn tiếp tục quan tâm nhiều đến việc công ty Optus bị tin tặc tấn công và những biện pháp có thể bảo vệ các nạn nhân như là làm bằng lái xem hoặc là passport hoặc Medicare mới. Hầu hết các tiểu bang và lãnh thổ tại Úc đều đang có chương trình giúp đỡ các nạn nhân bị tin tặc đánh cắp thông tin, làm lại bằng lái xe mới, hộ chiếu mới và kể cả thẻ Medicare mới mà chi phí sẽ được tài trợ hoặc là bởi Optus hoặc là bởi chính phủ các tiểu bang và lãnh thổ. Trong sinh hoạt chính trị tại Úc thì đây là thời điểm mà chính phủ cũng bắt đầu thảo luận nhiều về ngân sách mới. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay thứ Năm, ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Vietface TV. Tin tặc tấn công Optus, hàng chục ngàn hồ sơ Medicare bị xâm nhập. Hôm qua, Optus đã xác nhận là hàng chục ngàn hồ sơ Medicare đã bị xâm nhập và Optus đã nhận dạng được 14.900 thẻ Medicare được coi là hãy còn giá trị trong tổng số 9.800.000 hồ sơ bị xâm nhập. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ báo Sydney Morning Herald, thì số lượng thẻ Medicare bị xâm nhập 37.000, ngoài ra còn có thêm 22.000 thẻ Medicare đã mãn hạn cũng đã bị xâm nhập. Optus nói rằng những khách hàng nào có thẻ Medicare còn hiệu lực thì sẽ được tiếp xúc trong vòng 24 tiếng đồng hồ như là một biện pháp đề phòng và đây là xác quyết của Optus. Tuy nhiên, trong thực tế thì vẫn hãy còn rất đông khách hàng của Optus chưa hề nhận được tin tức gì từ công ty này. Ngoài ra, Optus cũng đã trấn an khách hàng là chỉ có số thẻ Medicare là bị xâm nhập chứ không phải là toàn bộ chi tiết cá nhân. Nếu những ai quan ngại là thẻ Medicare của mình bị xâm nhập thì có thể xin thẻ Medicare mới theo cố vấn của cơ quan Service Australia của Liên bang. Cũng theo Optus thì các trung tâm điện thoại của họ không có tin tức gì thêm về vấn đề này và cư dân nên tiếp xúc với Service Australia để được hướng dẫn. Tại New South Wales, Bộ trưởng Dịch vụ Victor Dominello xác nhận là Optus sẽ thông báo cho khách hàng của họ nếu bằng lái xe của họ bị đánh cắp và những ai nhận được thông báo thì nên tiếp cận với Service New South Wales để xin một bằng lái xe tạm thời, trong khi bằng lái xe mới sẽ được gửi đến nhà 10 ngày sau đó. Tin tặc tấn công Optus, hai lý thuyết giải mã theo chuyên gia. Vào thời điểm này thì có nhiều nguồn tin trái ngược. Optus thì nói rằng họ đã bị tấn công bởi tin tặc có khả năng cao, trong khi chính phủ qua lời cáo buộc của Bộ trưởng Nội vụ Claire O'Neill thì đây là một lầm lỗi sơ hở của Optus mà bà O'Neill mô tả là Optus đã mở rộng cửa sổ cho tin tặc bước vào. Trên nhật báo The Age và Sydney Morning Herald, các chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng đã đưa ra hai lý thuyết. Thứ nhất là trong khi các dữ liệu đang được mã hóa thì Optus đã sử dụng kỹ thuật cũ lỗi thời hoặc kỹ thuật thông thường mà nhiều người có thể tiếp cận được trong thời gian chuyển tiếp này, trong khi dữ kiện đang được tồn trữ. Thứ nhì là dữ kiện của Optus đã không được mã hóa, tuy nhiên Optus đã cải chính việc này. Theo giáo sư Haskell Dowland thì đáng lẽ các cơ quan viễn thông phải sử dụng một chương trình gọi là API, tức là Application Programming Interface, là một phần mềm software cho phép dữ kiện có thể được gửi và nhận giữa hai đối tác. Điều này tránh được trường hợp là dữ kiện phải được mã hóa bởi người gửi và sau đó phải được giải mật bởi người nhận. Giáo sư Haskell Dowland nói rằng phương thức này an toàn vì đây là liên hệ trực tiếp giữa hai đối tác.
Tuy vậy, sử dụng chương trình API cũng có rủi ro là khi chúng ta mở Internet thì dữ kiện của chúng ta có thể bị kẻ khác xâm nhập một cách dễ dàng. Bởi vậy, theo các chuyên gia thì tốt nhất là các công ty chỉ nên tồn trữ dữ liệu ở mức tối thiểu, và khi họ càng có nhiều dữ liệu thì nguy cơ bị tin tặc tấn công càng lớn. Tin tặc tấn công Optus, Úc Châu lên kế hoạch sửa đổi các quy tắc về quyền riêng tư. Chính phủ liên bang ngày hôm qua đã khẳng định sẽ lên kế hoạch sửa đổi các quy tắc về bảo mật dữ liệu cá nhân sau khi một trong các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất nước Úc bị tin tặc tấn công. Optus thuộc sở hữu của công ty viễn thông Singapore, đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông lớn thứ hai tại Úc cho biết, cơ sở dữ liệu bao gồm địa chỉ nhà riêng, giấy phép lái xe của khoảng 10 triệu khách, tương đương 40% dân số trưởng thành tại Úc, đã bị tội phạm công nghệ cao đánh cắp. Cơ quan quản lý an ninh không gian mạng đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc sửa đổi và cập nhật các quy định, đạo luật về an ninh mạng và các quy tắc về bảo mật dữ liệu cá nhân. Bà Claire O'Neill, Bộ trưởng Bộ An ninh Không gian mạng nhấn mạnh rằng, một câu hỏi quan trọng là liệu các yêu cầu an ninh mạng mà chúng ta đặt ra với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn ở quốc gia là cần thiết. Tôi cũng lưu ý rằng ở các khu vực pháp lý khác, vi phạm dữ liệu ở quy mô này sẽ dẫn đến tiền phạt lên tới hàng trăm triệu đô la. Tôi hy vọng rằng nhiệm vụ cải cách này là điều mà chúng ta cần để giải quyết những vấn đề này. Nước Úc đã và đang gia tăng khả năng phòng thủ không gian mạng từ năm 2020. Chính phủ Úc cam kết chi 1 tỷ 660 triệu đô la trong thập kỷ tới nhằm củng cố cơ sở hạ tầng mạng, đảm bảo an toàn dữ liệu cho người dân và các doanh nghiệp tại Úc. Tin tặc tấn công Optus. Optus phải trả lệ phí làm passport mới cho nạn nhân theo lời chính phủ Albanese. Hôm qua, Ngoại trưởng Penny Wong nói rằng Optus phải chi trả lệ phí cho nạn nhân cần xin passport mới, và điều này cũng đã được Thủ tướng Albanese xác nhận lại một lần nữa. Theo thông tin từ Optus, thì tin tặc đã tiếp cận được chi tiết của hàng chục ngàn passport và do đó nạn nhân cũng như chính phủ Úc đều không phải chịu các tổn phí này. Lệ phí để xin passport mới để thay đổi cho passport cũ là 193 đô la và một passport hoàn toàn mới phải trả chi phí là 308 đô la. Với hàng triệu cư dân đã có thông tin passport bị xâm nhập, thì chính phủ tin rằng tổn phí để làm passport mới có thể lên đến hàng trăm triệu đô la. Liên đảng đối lập đã đề nghị chính phủ miễn phí cho nạn nhân, nhưng Thủ tướng Albanese xác quyết là công ty Optus phải gánh chịu tổn phí này. Nhắc lại là ngoài các chi tiết trên passport, thì các chi tiết trên thẻ Medicare và bằng lái xe cũng đã bị xâm nhập, và đây là những chi tiết vô cùng quan trọng cho mỗi cá nhân, vì băng đảng tội phạm có thể sử dụng những chi tiết này để giả dạng nạn nhân cho những mục đích gian lận và lừa đảo, và hậu quả là vô cùng tai hại cho các nạn nhân bị đánh cắp thông tin. Tin tặc tấn công Optus, làm sao xin bằng lái xe mới tại các tiểu bang và lãnh thổ. Trong số những dữ kiện mà tin tặc có thể xâm nhập và đánh cắp, bao gồm cả bằng lái xe và passport, và điều này đã được xác nhận sau khi hồ sơ của 10.000 khách hàng của Optus được phổ biến. Nếu những ai muốn thay đổi bằng lái xe hoặc passport hoặc thẻ Medicare, thì họ có thể liên lạc với các cơ quan thẩm quyền tại các tiểu bang và lãnh thổ. Tại New South Wales, Bộ trưởng Dịch vụ Victor Dominello nói rằng Optus sẽ chi trả các chi phí khi nạn nhân xin bằng lái xe mới. Cũng theo lời ông Dominello thì Optus sẽ đích thân loan báo thông tin này với nạn nhân trong vài ngày sắp tới để nạn nhân có thể xin bằng lái xe mới. Cơ quan Service New South Wales sẽ cấp một bằng lái xe tạm thời ngay sau khi nạn nhân nộp đơn xin bằng lái xe, trong khi bằng lái xe nhựa thì sẽ được gửi đến cho nạn nhân trong vòng 10 ngày. Lệ phí xin bằng lái xe mới là 29 đô la, cần phải được trả khi xin bằng lái xe và số tiền này sau đó sẽ được bồi hoàn bởi Optus. Tại Victoria, nạn nhân có thể liên hệ với cơ quan VicRoads để xin bằng lái xe mới và chính phủ sẽ yêu cầu Optus hoàn trả chi phí lại cho chính phủ Victoria. Tại Queensland, Bộ trưởng Giao thông Vận tải đã loan báo trên trang mạng xã hội là bằng lái xe mới sẽ được cung cấp cho nạn nhân hoàn toàn miễn phí. Nhưng ai muốn xin thì nên liên hệ với các văn phòng của cơ quan Transport and Main Road cùng với các văn kiện cá nhân và một văn thư từ Optus để xác nhận là bằng lái xe của họ đã bị tin tặc đánh cắp. Tại Tasmania, những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi đợt tấn công tin tặc này thì nên liên lạc với cơ quan Servicing Tasmania để xin bằng lái xe mới và lệ phí thông thường sẽ được áp dụng. Tại lãnh thổ Bắc Úc, lệ phí xin bằng lái xe mới vì là nạn nhân của tin tặc sẽ được miễn. Hiện có khoảng 20.000 người tại Bắc Úc được coi là có bằng lái xe bị xâm nhập, và trên nguyên tắc thì những ai là nạn nhân sẽ cần phải được thông báo bởi công ty Optus để nạn nhân có thể xin một bằng lái xe mới. Và sau cùng là tại lãnh thổ ACT, những ai được coi là nạn nhân đã bị tấn công bởi tin tặc lần này thì sẽ nhận được một bằng lái xe mới hoàn toàn miễn phí. Theo giới chức thẩm quyền địa phương thì tập thể những người được coi là có rủi ro cao là những người vừa mới ký hợp đồng với Optus trong tháng 9. Bởi lý do là kể từ ngày 1 tháng 9, những ai ký hợp đồng với Optus đều phải xuất trình bằng lái xe hoặc mã số để chứng minh căn cước.
tin tặc tấn công Altus, Tây Úc, nạn nhân được cấp bằng lái xe mới. Tây Úc là tiểu bang duy nhất mà chính quyền không thể cấp bằng lái xe mới với số bằng lái mới, và do đó chính quyền của thủ hiến McGowan hiện đang tìm cách thay đổi luật lệ để cư dân có thể xin bằng lái xe với số bằng lái xe mới, và các chi phí này chính phủ Tây Úc sẽ yêu cầu Optus hoàn trả 100%. Cho đến thời điểm này thì Tây Úc là tiểu bang duy nhất tại Úc mà cư dân cần phải giữ số bằng lái xe trọn đời, tức là không thể thay đổi số bằng lái xe vì bất cứ lý do gì. Thế nhưng trong bối cảnh tin tặc đã tấn công Optus và hơn 10 triệu thông tin của cư dân Úc bị xâm nhập, nên cư dân không những cần bằng lái xe mới mà quan trọng hơn là cần phải có số bằng lái xe mới, tức là Driver License Number. Trước bối cảnh cấp bách này thì thủ hiến McGowan nói rằng tiến trình sửa đổi luật pháp sẽ được thực hiện sớm. Hiện nay, chính phủ chưa nói rõ là chỉ có những nạn nhân của đợt tấn công tin tặc lần này mới có được số bằng lái xe mới hay là tất cả cư dân Tây Úc đều có được cơ hội này. Tuy nhiên, thủ hiến McGowan đã xác nhận rằng sau khi hệ thống mới được thiết lập thì những ai bị ảnh hưởng bởi đợt tấn công tin tặc lần này có thể trực tiếp đến các trung tâm của chính phủ để xin bằng lái xe mới, tất nhiên cũng với số bằng lái mới. Tin tặc tấn công Optus, Nam Úc cư dân xếp hàng chờ xin bằng lái mới. Ngày hôm qua, rất nhiều cư dân Nam Úc đã xếp hàng dài bên ngoài các trung tâm cấp bằng lái xe để xin bằng lái xe mới vì họ tin rằng chi tiết cá nhân của họ đã bị đánh cắp. Tại Nam Úc, chính phủ cũng đã loan báo miễn lệ phí cho những ai xin bằng lái xe mới vì là nạn nhân của đợt tấn công tin tặc lần này. Những ai cần dịch vụ này có thể liên lạc với cơ quan Service South Australia. Điều này cũng có nghĩa là cư dân Nam Úc có thể đến một trong số 21 trung tâm của Service South Australia để làm bằng lái xe mới vô điều kiện. Mặc dù thời gian chờ đợi tại các cơ quan Service South Australia là khá lâu, nhưng hầu hết cư dân đều đã khen ngợi nhân viên làm việc tại các văn phòng Service South Australia. Ngược lại thì cư dân Nam Úc chỉ trích cách hành xử của Optus vì việc thông tin chậm chạp, thậm chí nhiều khách hàng của Optus cho đến thời điểm này vẫn chưa nhận được bất cứ tin nhắn gì từ Optus để báo cáo về việc hồ sơ khách hàng đã bị tin tặc xâm nhập. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay.